Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày để anh chị có thể có được cái góc nhìn cũng như là kiếm được một cái mức sinh lợi tốt trên thị trường. Anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video đến từ em. Và anh chị thấy video hay video bổ ích thì có thể để lại cho em một like nha. Và trong phiên thì nếu như anh chị muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp, muốn được nhận các khuyến nghị mua bán thì mình có thể tham gia vào đây. Đây là một cái room tư vấn miễn phí nơi em sẽ chia sẻ các cơ hội đầu tư cũng như là đi cập nhật về thị trường trực tiếp ngay trong phiên. Về cách thức tham gia room thì mình sẽ tham gia qua đường link để dưới phần comment mỗi video này anh chị. Mình sẽ tham gia qua cái đường link này để nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ trực tiếp đến từ em nha. Trong video ngày hôm nay thì thứ nhất chúng ta cũng sẽ đi nhìn nhận chung về thị trường Thì nhìn chung giai đoạn này thì thị trường của chúng ta ở cái trạng thái khá là dần co Bởi vì trong tuần này thì như em cũng có chia sẻ trong video cuối tuần rồi Là một tuần có khá nhiều sự kiện như là đáo hạn phái sinh, cơ cấu quỹ ETF và cuộc họp của Fed Cho nên các nhà đầu tư trên thị trường họ vẫn cũng khá là cẩn trọng và dần co à Thì với những cái diễn biến như thế này thì cái chiến lược cho nhà đầu tư là gì Cũng như là những cái sự kiện này nó thực sự nó có tác động gì đến thị trường cũng như là chúng ta ta Có cần lo lắng quá mức hay không Cũng sẽ được em phân tích qua mỗi video Để chị em mình nhìn nhận ở một cái góc nhìn khách quan hơn nha Thì kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 12 à, Chỉ số Vinindac giảm 0,19 điểm Là khoảng 0,01% Xuống còn 1476,02 điểm thì nhìn chung trạng thái của thị trường vẫn chưa thay đổi khi mà chủ yếu cũng dàn co trong cái biên độ là 1440 cho đến 1480 thì hiện tại về cái nhìn tổng quan thì thị trường vẫn đang dàn co trong biên độ này hai chỉ số còn lại là HNF và upcom thì cũng cho sắc đỏ trong phiên ngày hôm nay với HNF thì giảm 0,69% và upcom thì giảm 0,19% về thanh khoản thị trường thì thanh khoản hôm nay tiếp tục tăng anh chị em nhìn vào là thanh khoản hôm nay tiếp tục tăng so với phiên trước và gần chạm về cái ngưỡng trung bình 20 ngày. Tổng giá trị khớp lệnh là đạt 30.048 tỷ đồng, tăng 6%. Trong đó thì giá trị khớp lệnh riêng trên sàn Hose thì tăng 6,8% lên 25.223 tỷ đồng. Về cái việc thanh khoản hôm nay tăng trở lại nhờ vận động tích cực đến từ nhóm thép nữa nha chị Đây hôm nay thì nhóm cổ phiếu thép là một trong những cái nhóm mà tác động tích cực đến thị trường Khi mà có đến ba cổ phiếu trần là Nam Kim, Hoa Sen và Bom nè Và phiên sáng thì có tên là H cũng lộ sát trần Thì nhóm cổ phiếu thép là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà đóng góp tích cực đến với thanh khoản trên thị trường trong cái phiên ngày hôm nay nhưng với chỉ với nhóm thép không thì chỉ số cũng chưa thể tăng cho thấy là vẫn có cái áp lực cung gia tăng quanh cái kháng cự 1475 nè. Anh chị thấy là hiện tại chỉ số đang chạm về cái ngưỡng kháng cự quanh 1475 cho đến 1480 thì nó sẽ có một cái áp lực cung nhất định. Thì thanh khoản hôm nay cái thanh khoản gia tăng này nó đến cả nó đến từ cả lực cầu và lực cung trên thị trường nha anh chị và chủ yếu thì hôm nay nhóm VIM 30 cũng gặp sức ép khá là lớn nè anh chị anh chị nói là nhóm VIM 30 hôm nay cũng gặp sức ép khá là lớn khi mà khối ngoại quay sang bán rồng nhóm này đây hôm nay khối ngoại thì quay sang bán rồng ở VIM 30 và tập trung bán mạnh ở cổ phiếu Hòa Phát khi mà bán gần năm à, bán hơn năm trăm tỷ Hòa Phát này VBank và Get à, SSI là những cái cổ phiếu được khối ngoại bán rồng trong phiên ngày hôm nay thì à, chỉ số VIM 30 cũng chịu áp lực rất là lớn khi mà khối ngoại bán rồng cổ phiếu Hòa Phát như thế này và còn áp lực lên cho thị trường thì đây cũng là phiên bán rồng thứ hai liên tiếp ép chỉ số trước thêm đáo hạn phái sinh của khoản ngoại nè chị đây là phiên bán ép hai cái phiên thứ hai bán ép trước khi thêm đáo hạn phái sinh và dòng tiền hôm nay thì cũng tìm đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ khi mà VN Mid Cap và VN Small Cap tăng lần lượt là 0,88% và 0,32%. Trong đó thì VN30 thì giảm nhẹ 0,29% cho thấy là cái sự khác biệt giữa dòng tiền khi mà họ ở dòng tiền vẫn có xu hướng là tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hơn so với nhóm trụ là VN30 trong cái phiên ngày hôm nay. Đây, nhóm trụ thì có cái độ rộng là có 19 mã giảm áp đảo so với 9 mã tăng và hai mã đứng ở tham chiếu trên sàn HOSE thì ba cổ phiếu hỗ trợ tốt nhất cho đà tăng của chỉ số. Đại ba cổ phiếu hỗ trợ tốt nhất cho đà tăng của chỉ số thì có hạ phát, BCM và DIG. Còn chiều ngược lại thì BDR, VIT và VPbank tác động lớn nhất đến đà giảm của chỉ số Vinindac trong phiên ngày hôm nay và có thể à, à, cổ phiếu BDR khá là đáng chú ý khi mà bị bán mạnh trong phiên ATC này chị. Đây, trước đó thì vẫn đang dừng chân ở giá 94.x nhưng bất ngờ bị bán mạnh trong ATC và đóng cửa mức giá thấp nhất phiên. Đây là một trong các cổ phiếu tác động tiêu cực đến thị trường trong cái phiên ngày hôm nay. Còn về độ rộng của sàn xe thì vẫn nghiêng về bên bán với 265 mã giảm so với 194 mã tăng và 44 mã tham chiếu. Tương tự thì hai cái sàn còn lại thì số mã tăng cũng áp đảo so với số mã giảm. Với sàn HNX là 100 mã giảm. À, xin lỗi là số mã giảm áp đảo so với mã tăng. Khi mà sàn HNX thì có 150 mã giảm, 90 mã tăng và upcom, upcom thì đỡ hơn khi mà có 182. Nhưng mà nhìn chung thì độ rộng trên toàn thị trường trên cả ba sàn thì vẫn nghiêng về bên bán hơn anh chị. Còn về diễn biến theo nhóm ngành thì nhóm ngân hàng, nhóm hóa chất và du lịch giải trí chịu áp lực bán lớn trong phiên chiều. Trong đó thì nhóm ngân hàng là tác nhân lớn nhất dẫn đến áp lực điều chỉnh của thị trường. Riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số Vinindac Còn ở chiều ngược lại thì cổ phiếu nhóm thép này, xây dựng vật liệu và dầu khí đã nỗ lực gồng đỡ để tìm lại sắc xanh cho chỉ số, nhưng mà không thành công khi mà chỉ số vẫn dừng lại ở cái sắc đỏ nhẹ. Thì với cái diễn biến trong phiên ngày hôm nay, à, mình mở phân tích kỹ thuật ra ha. Thì với cái diễn biến trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung chỉ số vẫn đang giữ vững được xu hướng tăng trong cả trung và dài hạn cũng như việc dòng tiền luôn chuyển giữa các nhóm ngành như là bất động sản, đầu tư công và thép thì hiện tại thị trường đang được hỗ trợ bởi nhiều thông tin tốt như là cái vụ đấu giá của Tân Hoàng Minh hôm qua em có phân tích rồi và cái kỳ vọng có kích thích mới đều hướng về những cái nhóm hưởng lợi như là bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hay liên quan đầu tư công nên giúp cho những cái nhóm ngành những cái nhóm ngành này thu hút dòng tiền tích cực trong ngắn hạn và điều này cũng giúp giữ chân dòng tiền ở lại trên thị trường thì đây vẫn là những cái tín hiệu tích cực để ủng hộ xu hướng tăng của thị trường nhưng nhưng cái tốc độ luân chuyển dòng tiền khả năng sẽ chậm hơn ở thời điểm này vì tính chất nhạy cảm của thị trường khiến dòng tiền không còn mạnh mẽ như trước dạng này thì như em có nói rồi một cái giai đoạn nhạy cảm về thông tin một cái giai đoạn nhạy cảm về cái thời điểm nữa khi mà tháng 12 là cái tháng mà các công ty chứng khoán sẽ dần dần làm sổ và họ sẽ thu hồi cái margin trên thị trường nó sẽ ảnh hưởng đến sức mua trên thị trường đồng thời là thời điểm này tuần này cũng là cái tuần đoán nhận ở cái tuần đáng nhận rất là nhiều sự kiện quan trọng của thị trường chứng khoán như là đáo hạn hợp đồng phái sinh, cơ cấu quỹ y tế và cuộc họp của Fed có thể kéo theo tâm lý thận trọng đối với tâm lý nhà đầu tư. Thì cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ là cuộc họp của Fed anh chị sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 cho đến 15 tháng 12 là vào thứ ba và thứ tư tuần này. Thì với cái việc cổ phiếu đang trở lại ở mức cao kỷ lục sau đợt bán tháo tuần trước, sau khi lo lắng về biến thể mới và nhận xét từ chủ tịch Fed cho rằng Fed có thể thảo luận về việc đẩy nhanh việc giảm chương trình mua tài sản 120 tỷ đô la mỗi tháng à, tại trong cái, cái cuộc họp lần này. Thì tuy nhiên thị trường khả năng có khả năng xảy ra biến động mới nếu như Fed rút lại các có kích thích bao gồm cả việc giảm nhanh lượng mua trái phiếu để dọn đường cho việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất sớm hơn. Thì chính sách tiền tệ nới lỏng cùng các gói kích thích đã giúp cho thị trường chứng khoán tăng gấp đôi so với mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020. Cho nên cái cuộc họp này cũng đóng vai trò quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư. Và thứ hai thì sự kiện đáo hạn phái sinh sẽ diễn ra vào thứ năm tuần này là vào ngày 16 tháng 12. Và cuối cùng thì cơ cấu danh mục ETF kỳ cơ cấu quý 4 năm 2021 sẽ diễn ra. Ở cuối cùng là vào phiên thứ sáu tuần này là ngày 17 tháng 12. Thì với vì vậy thì việc chọn cổ phiếu để tham gia thời điểm hiện tại nó sẽ rất là quan trọng. Cái việc chúng ta lựa chọn được cổ phiếu nó đã quan trọng nhưng việc chọn được cái thời điểm để tham gia nó còn quan trọng hơn. Xác định được cổ phiếu tốt nhưng phải chọn được thời điểm phù hợp thì mới nắm giữ cổ phiếu ở những vùng giá tốt được anh chị. Mình xác định được cổ phiếu tốt nhưng mình mua ở vùng giá cao quá thì nó cũng không có hiệu quả trong đầu tư. Cho nên dạng này chúng ta cũng không có vội vàng mua mới đâu. Chúng ta cũng không có vội vàng mua mới vì chúng ta lựa chọn được cổ phiếu là ok rồi nhưng mà chúng ta cũng cần lựa chọn được cái thời điểm cũng như là cái mức giá phù hợp chẳng hạn như là nhóm bất động sản tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua thì chúng ta mua đuổi sẽ không là phải là một cái lựa chọn sáng suốt vì em có chia sẻ với chị mình rồi cái việc mua đuổi và bán tháo chưa phải chưa bao giờ là một cái quyết định sáng suốt cả mà chúng ta khi mà thấy nhóm bất động sản tăng mạnh rồi thì chủ yếu là các nhà đầu tư đang có hàng thì mình sẽ đưa ra những cái mốc trả lãi phù hợp để nắm giữ còn cái việc mua mới thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái nhóm ngành khác vẫn tiềm năng nhưng mà đang trong nhịp điều chỉnh hoặc là đang có cái mức giá hấp dẫn hơn như là chứng khoán này à, chứng khoán nè, ngân hàng thì nếu như ngân hàng em có nói rất là nhiều lần rồi ngân hàng thì cho dài hạn hoặc là bán lẻ đạm đầu tư công những cái cổ phiếu mà trong nhịp điều chỉnh và đang có cái mức giá chiết khấu thích hợp nhưng vẫn rất có triển vọng thì đó là cái chiến lược phân bổ dòng tiền giai đoạn này còn về phân tích kỹ thuật anh chị em thấy là như có phân tích trước đó cho anh chị em mình rồi thì hiện tại chỉ số vn à, nó cũng chưa có gì chưa có gì nữa chưa có gì thay đổi so với kịch bản đã phân tích phi đắc thì hiện tại chưa có phiên test lại lực cung của cái nhịp điều chỉnh trước đó cái nhịp điều chỉnh từ cái ngưỡng 1 năm về cái ngưỡng 1.004 1 này anh chị thì cái nhịp điều chỉnh này thì hiện tại chỉ số chúng ta sau cái nhịp phục hồi thì vẫn chưa có một cái phiên test lại lực cung của cái nhịp điều chỉnh này cho nên để chinh phục được cái mốc 1.000 năm hay là vượt đỉnh cũ ngay thì thì chỉ số cũng khó khó mà có khả năng uh, tăng mạnh được tăng mạnh nghĩa là liên tục tăng và vượt vượt những cái mốc kháng cự này trong ngắn hạn thì khó mà khả năng chỉ số sẽ có những cái nhịp tích lũy ngắn đây khả năng là sẽ kịch bản tích cực thì sẽ có những cái nhịp tích lũy ngắn quanh cái ngưỡng kháng cự là quanh cái ngưỡng 1475 cho đến 1480 này thì khả năng sẽ tích lũy lại ở cái vùng này 1470 xin là, là 1470 đến 1480 là cái kịch bản tích cực thì chỉ số sẽ tạo cái biên độ tích lũy ngắn ở đây còn cái trường hợp khác thì có thể thoái lui về những cái vùng hỗ trợ quanh cái ngưỡng 1457 cho đến 1460 hoặc xa hơn hoặc xa hơn là cái mốc 1440 điểm trước khi quay về tiến đến thử thách cái vùng 1500 thì hai kịch bản thì chỉ số khả năng sẽ tích lũy tích lũy quanh 1470 cho đến 1480 hoặc là quay trở về test lại cái vùng hỗ trợ quanh cái ngưỡng 1457 cho đến 1460 hoặc là 1440 là những cái mốc mình quan tâm mình cần quan tâm ở thời điểm hiện tại như vậy thì hỗ trợ hiện tại của chỉ số vn vẫn sẽ là quanh cái ngưỡng 1457 cho đến 1460 à, và cái ngưỡng xa hơn là 1440 thì những cái mốc này rất là quen thuộc với những anh chị nào có xem video về những cái mốc này trong giai đoạn này em có đề cập và hiện tại thì chỉ số vẫn chưa có gì thay đổi thì trong ngắn hạn chỉ số sẽ có kháng cự quanh cái ngưỡng 1480 và nếu vượt được mốc này thì nó sẽ tiến về cái vùng đỉnh 1005 nha anh chị thì đó là về phân tích uh, kỹ thuật thị trường cũng như là những cái chiến lược đầu tư trong giai đoạn này để anh chị em mình có thể tham khảo thì tiếp theo em sẽ tiếp tục đi qua phân tích những nhóm ngành mà mình đánh giá là tiềm năng thì uh, tiềm năng trong quý này cũng như là những cái nhóm ngành được hưởng lợi từ các chính sách mà chúng ta cần quan tâm để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong những cái nhịp điều chỉnh thì thứ nhất về những cái nhóm mà chúng ta kỳ vọng sẽ có cái kết quả kinh doanh quý bốn tích cực thứ nhất mình sẽ đề cập đến nhóm chứng khoán nha thì nhóm chứng khoán trong giai đoạn này những cái nhịp điều chỉnh và những cái nhịp tích lũy thì em đánh giá vẫn là cái cơ hội để những anh chị nào chưa có hàng mình tham gia cũng như là những anh chị nào đang có hàng sẵn mình canh để gia tăng thì thứ nhất sẽ là cổ phiếu VCI VCI nhịp này thì em vẫn đánh giá cổ phiếu khá là tích cực anh chị thì sau khi cổ phiếu test về vùng hỗ trợ là cái nền trước đó nè anh chị, sau khi cổ phiếu test về vùng hỗ trợ là cái nền trước đó quanh vùng giá 70 cho đến 72 này thì cổ phiếu đã có nhiều phục hồi khá là ổn. Và hiện tại sau khi chạm kháng cự, sau khi chạm kháng cự là quanh vùng giá 76 thì cổ phiếu đang cho tín hiệu, sau khi vượt lên kháng cự thì cổ phiếu đang cho tín hiệu tích lũy trở lại. Thì ở vùng giá quanh 76 cho đến 77, vùng giá quanh 76 đến 77 thì đánh giá vùng này anh chị em nào đang có hàng á, thì mình có thể gom thêm. Cũng như là anh chị em nào mình muốn mua mới thì mình có thể thăm dò trước được 30% vị thế nha. Thì về dòng chứng khoán thì VCI nó có mối quan hệ khá là mật thiết với VIBank, cũng như là cuối quý này thì VB, VCI nó sẽ nhận một cái khoản tiền từ VIBank cho cái deal trước đó. Thế chị mình có thể cân nhắc được. Thứ hai là VND, VND cũng có theo dõi cho nhịp điều chỉnh cho những anh chị nào đang có hàng mình muốn gia tăng nha. Thì VND thì nhịp này muốn mới nó sẽ khá là rủi ro, thích hợp cho anh chị nào đang có hàng sẵn và mình gia tăng hơn. Thì vùng giá anh chị mình có thể canh gia tăng đối với cổ phiếu VND sẽ cũng là quanh đường MA10 này, là quanh vùng giá 78 trên 80. Thì vùng này những anh chị nào đang có hàng thì mình sẽ theo dõi những cái nhịp chỉnh test về đây thì mình có thể canh gom thêm đối với cổ phiếu VND. SSR thì cũng có thể chú ý trở lại chị em là chạc các cổ phiếu chứng khoán nó khá là giống nhau thì đối với cổ phiếu SSI thì nếu như có test về vùng giá quanh quanh dưới 52.5 thì mình có thể canh mở vị thế mua mới cũng như là canh gom thêm đối với những anh chị nào đang có hàng sẵn HCM thì hôm nay hôm nay chị thấy là như em có phân tích trước đó đó anh chị thì cổ phiếu nó có cái cản nó có cái cản ngắn hạn quanh mức giá 46 thì chị thấy hôm nay là cổ phiếu sau khi chạm về vùng này thì cái áp lực chốt cái áp lực chốt khiến cổ phiếu thoái lui quay trở về lại vùng giá 45 chấm ít nè thì với nhịp này những anh chị nào đã mua một phần quanh vùng giá 44 thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ và chờ chờ khi nào mà cổ phiếu vượt thành công cái mốc 46 thì nó sẽ có khả năng tiến về vùng giá 48 đến 50 nhưng nó cần cần phải vượt được cái mốc 46 thì những anh chị nào có hàng mình nằm mình chờ cổ phiếu vượt 46 thì mình mới gia tăng nha Cũng như những anh trẻ nào muốn mua mới Thì mình canh những cái nhiều cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá Quanh 44.x Thì mình có thể mua thăm dò 20, 30% vị thế được Đối với cổ phiếu HCM Ô thì trước đó cũng có mua cho anh trẻ mình canh mua để trade hạ giá vốn nè Thì một cái biên trade hạ giá vốn đối với cổ phiếu Ores sẽ là dưới 27 nha Dưới 27 thì mình sẽ mua 20% cái lượng hàng anh chị em mình đang nắm giữ Nếu như mình kẹp hàng giá cao ở trên 30, 30, 32 này Nếu như mình kẹp hàng ở vùng giá này Thì mình canh, mình canh để mua vùng này để trade hạ giá vốn Và cái biên trade hạ giá vốn sẽ có cản quanh 28.5 nha Nghĩa là mình sẽ mua 20% cái lượng hàng anh chị em mình đang nắm giữ Ở vùng giá dưới 27 và khi mà cổ phiếu chạm về 28.5 Chạm về vùng giá 28.x Thì mình có thể bán ra đúng cái lượng hàng đó Đang trên cái lượng hàng có sẵn Thì điều này giúp cho anh chị mình vẫn nắm giữ Một số lượng cổ phiếu đó Nhưng mà giá vốn được giảm nè Giá vốn được giảm thì về cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu để lướt hại giá vốn ấy, thì em sẽ ưu tiên là cái biên độ lướt chúng ta không cần quá nhiều đâu, tầm 2 đến 3% là được rồi. Bởi vì cái mục đích của chúng ta là lướt để hạ giá vốn cũng như là có thể kiếm lời cái mức nhỏ nhỏ trừ trừ thuế trừ thuế và phí ra thì còn lãi là được rồi. Cho nên chúng ta cũng không nên là ham cái biên độ quá lớn thì nó sẽ khó để lướt nha anh chị. SHS thì cũng đang cho tín hiệu tích lũy trở lại quanh vùng giá 51 nè. Thì nếu như cổ phiếu có hạ nhiệt về quanh 50.x thì mình anh chị nào muốn mua mới thì mình có thể canh gom một phần cũng như là mua gia tăng. Đó đó là cái vùng giá có thể chú ý được đối với cổ phiếu SSS cho nhịp này. MBS MBS thì cũng vậy, anh chị em thấy là cổ phiếu vẫn đang uh, chưa vượt được cái cản quanh 42 thì dịp này chưa đó cũng có phân tích rồi chưa thích hợp để mua mới cũng như là mua gia tăng thì mình sẽ theo dõi xem cổ phiếu có vượt thành công cái mốc 42 không để xem xét là à, cân nhắc là để hạ bớt hay là nắm giữ tiếp thì dịp này cổ phiếu vẫn đang chịu áp lực ở vùng này nhưng mà chị em thấy là lực bán không quá lớn thì tạm thời mình vẫn theo dõi được cho cái nhịp cổ phiếu test về quanh 42 còn thời điểm này thì không có thích hợp để mua mới cũng như là mua gia tăng đối với cổ phiếu MBS nha anh chị FPS thì cũng chưa gì thay đổi thì chúng ta vẫn cái kế hoạch là nếu như cổ phiếu có test về quanh 17 thì nhặt còn ở vùng này thì mình theo dõi chờ cổ phiếu vượt 19 19.3 nha thì hiện tại chưa có gì thay đổi đối với cổ phiếu SBS cho những anh chị nào đang nắm giữ Thì đó là một số cổ phiếu chứng khoán cần chú ý trong giai đoạn này à, cũng như là các cổ phiếu chứng khoán để anh chị em mình nếu như đang nắm trong danh mục mình có cái chiến lược có cái chiến lược xử lý phù hợp. Tiếp theo thì sẽ đến nhóm cổ phiếu bất động sản nè, phân tích qua một số cổ phiếu mà trước đó có khuyến nghị cho anh chị em mình để mình nắm cái hướng đi thôi. Còn giai đoạn này về điểm mua mới đối với cổ phiếu bất động sản thì em cũng không có đánh giá cao lắm bởi vì hầu hết các cổ phiếu đều đã tăng rồi rộng động sản thì trước đó có khuyến nghị cho anh chị mình cổ phiếu SCR ở vùng giá quanh dưới 19 thì hiện tại cổ phiếu đang tăng khá là tốt à, từ giá mua nhưng mà hiện tại cổ phiếu phiên sáng hôm nay mặc dù là mở gap và vượt đỉnh vượt đỉnh 21 nhưng sau đó thì cổ phiếu không duy trì được gap và đã quay trở về lắp gap điểm tích cực là cổ phiếu đã sau khi lắp lắp gap đã bật thành công nhưng với cái lực cung với cái lực cung ở vùng giá quanh 21 này thì khả năng cổ phiếu à, sẽ còn có những nhịp test lại quanh 20% x hoặc là tích cực hơn cổ phiếu sẽ đi ngang vùng này thì ở giá này mình sẽ không vội gia tăng cũng như là mua mới nữa nha à, thì nếu như mà theo khuyến nghị của em thì hôm nay thì hàng đã về đối với SCR thì chủ yếu mình nắm giữ hàng sản và mình theo dõi nếu như vài phiên tới cổ phiếu tích lũy trở lại quanh vùng đỉnh này nếu như nó tích lũy trở lại quanh vùng đỉnh thì mình sẽ cân nhắc gia tăng cũng như là mua mới thì thời điểm giá này nó cũng không thích hợp cho anh chị mình mua mới nữa còn cái target cho cổ phiếu thì mình sẽ kỳ vọng cổ phiếu vượt sau khi vượt 21 thì sẽ tiến về vùng giá 23 đến 24 thì hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và giờ giờ, uh, giờ cứ loss về giá vốn của anh chị mình là quanh 19 nha còn thời điểm này thì không có thích hợp để mua mới hay gia tăng mà chủ yếu là theo dõi những cái diễn biến sắp theo. tiếp theo để uh, cân nhắc gia tăng hay là chốt Nam Long cũng là một trong các cổ phiếu rất là tích cực đã khuyến nghị cho anh chị mình trước đó thì hiện tại cổ phiếu đã bứt phá khỏi cái trên giảm, đã bứt phá khỏi cái trên giảm trong ngắn hạn và trong ngắn hạn thì nó sẽ có cái cản tiếp theo quanh vùng giá 63 nè. Thì những anh chị nào mua mua theo khuyến nghị của em ở quanh vùng giá 54 này thì hiện tại cũng đang có một cái mức lãi khá là tốt. Thì mình sẽ theo dõi cái nhịp cổ phiếu tiến về vùng đỉnh nha. Thì nhịp này mình sẽ rời rời chặn lãi về 57 để theo dõi tiếp đối với cổ phiếu Nam Long. Còn hầu như là không có điểm mua mới nha. Nam Từ Liêm thì cũng đang uh, sau cái nhịp tăng tốt phiên ngày hôm qua thì cổ phiếu đang chuẩn trở lại quanh cái kháng cự là quanh mức giá 44 nè. Và 44 thì cái vùng đỉnh trước đó thì nó đang gặp cái kháng cự trong ngắn hạn nên có tín hiệu chuẩn lại cũng như là nhóm bất động sản hôm qua một phần thì cũng tăng húng theo tin tức, tăng húng theo tin tức là về việc đấu giá đó anh chị, đấu giá đất á, cho nên một số cổ phiếu nó cũng tăng theo tin tức thôi. Thì nhịp này mình sẽ theo dõi Nam Từ Liêm khả năng nó sẽ tích lũy trở lại quanh cái biên độ 42 đến 43. Mình sẽ rời chặn lãi, mình sẽ rời chặn lãi về 41.5 để theo dõi nha. Nếu như cổ phiếu không vi phạm mốc này thì mình nắm giữ tiếp còn thời điểm này thì không có điểm mua mới nha cái target của mình sẽ vẫn là quanh 45 đến 46 đối với cổ phiếu Nam Từ Liêm KDH, KDH hôm nay cũng đang cho tín hiệu là à, có tín hiệu là chuẩn lại chuẩn cái giá lại sau khi mà chạm về kháng cự quanh 50 này anh chị. giờ mới là vùng này là cái vùng à, quanh kháng cự, quanh cái đỉnh trước đó là quanh mức giá 50 cho nên cổ phiếu chưa vượt thành công với cái sự à, với dòng tiền chưa ủng hộ. Thì như này mình theo dõi thôi. rời, à, giờ có loss về 48 để theo dõi. Xin lỗi là giờ chặn lại về 48 để theo dõi. Nếu cổ phiếu không vi phạm mức này thì mình nắm giữ được và kỳ vọng cổ phiếu nặng vượt 50 sẽ tiến về vùng giá 52 để mình chia ra chốt. Còn vùng giá này thì sẽ không thích hợp để mua mới cũng như là gia tăng đối với cổ phiếu kdh mình có thể chuyển sự chú ý sang một cổ phiếu vốn hóa lớn hơn là cổ phiếu Vinhome. Nếu như anh chị em nào muốn tìm một cổ phiếu để đầu tư chung và dài hạn và có dự án tốt thì Vinhome là một cái sự lựa chọn giai đoạn này. Ở vùng giá là quanh 80 đến 82 thì mình có thể chia ra vào vào trước khoảng 20 đến 30% vị thế. Và cái vị thế đối với cổ phiếu Vinhome thì mình ưu tiên cho mục tiêu đánh dài nha anh chị. Mình sẽ ưu tiên cho mục tiêu đánh dài hơn so với cái việc mà mua lướt thì mình sẽ không mua lướt cổ phiếu Vinhome. Mà anh chị nào muốn đánh dài và lựa chọn một cổ phiếu an toàn thì có thể chú ý được cổ phiếu Vinhom à, uh, DIG hôm nay vượt đỉnh rồi DIG hôm nay vượt đỉnh rồi thì cái kỳ vọng của chúng ta là tiến về 8x thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thì đối với những cổ phiếu vượt đỉnh ấy, thì mình cũng không đi đón target mà chủ yếu là mình sẽ rời chặn lãi lên mình sẽ nâng dần chặn lãi lên để theo dõi thì nhịp này mình sẽ rời chặn lãi cho cổ phiếu DIG sẽ rời chặn lãi về 72 để nắm giữ tiếp nha còn giai đoạn này thì không có điểm mua mới nữa rồi cũng như là không có điểm gia tăng mình sẽ rời chặn lại về 72 để theo dõi tiếp đối với cổ phiếu DIG Bất động sản khu công nghiệp thì vẫn tập trung ba cổ phiếu trước đó là chia sẻ cho anh chị em mình thôi. Thứ nhất là SJC. SJC thì nhịp này em kỳ vọng sẽ tiến về 68 trên 70, mình sẽ đặt chặn lãi, mình sẽ đặt chặn lãi cho cổ phiếu là 63.5 để nắm giữ nha. Hôm nay thì cổ phiếu cũng đang có tín hiệu rất là tốt trong cái phiên ngày hôm nay khi mà có thời điểm là chạm về vùng giá 66 x luôn chị. Thì với cái phiên ngày mai sẽ là phiên hàng về của cái phiên FRAC ngày 10 tháng 12 thì nếu như cổ phiếu không vi phạm cái mốc 63.5 thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ tiếp và ưu tiên quyết định sau 2 giờ nha. Còn điểm này thì cũng không gia tăng cũng như là không mua mới nữa KBC cũng vậy, KBC đang khá là tích cực thì cái target trước đó em mới chia sẻ cho anh chị mình đối với cổ phiếu KBC là quanh vùng giá 6x rồi. Thì nhịp này chúng ta tiếp tiếp tục nắm giữ nha và rời chẳng lãi về 53.5 để nắm giữ tiếp đối với cổ phiếu KBC. Thì đây là những cái cổ phiếu mà thuộc loại là có dự án, có quỹ đất cũng như là sẽ được hưởng lợi từ khi mà dòng vốn FDI về Việt Nam. Thì bên cạnh dòng điện thì dòng bất động sản khu công nghiệp là cái dòng trước giờ được chúng ta đề cao khi mà nói về dòng vốn FDI rồi. Cuối cùng là GVR. GVR thì một là một trong các cổ phiếu trong rổ VN30 cho nên nó cũng uh, chịu áp lực điều tiết trong những cái phiên gần đây. Đặc biệt là trước khi cái thềm đã hàng phát sinh thì cổ phiếu cũng sẽ có chịu những cái áp lực nhất định. Thì với nhịp này cổ phiếu GVR mình vẫn tiếp tục chờ khi nào cổ phiếu vượt 38.5 thì mới gia tăng tiếp nha. Còn thời điểm này thì anh chị nào đang có hàng mình sẽ nắm giữ và theo dõi hỗ trợ của cổ phiếu sẽ là quanh 36. Cái vùng giá quanh 36 là vùng hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu để mình theo dõi. Thì nếu như cổ phiếu không vi phạm mức này thì mình nắm giữ tiếp. À, còn hỗ trợ trong ngắn hạn trong ngắn hạng hạn hơn sẽ là quanh vùng giá 37 37 này những cái vùng hỗ trợ mình cần quan tâm đối với cổ phiếu GVR. Thì nhịp này cũng không có vội mua mới cũng như là mua gia tăng thì chủ yếu mình chờ cổ phiếu vượt 38.5 à, xin lỗi là 38.5 cho an toàn. Thì đó là về dòng bất động sản khu công nghiệp ha, một dòng thủy sản thì giai đoạn này em chỉ chú ý đối với cổ phiếu Vĩnh Hoàng thôi VHC thì nếu như anh chị nào đang có hàng thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ hả? mình mình canh gia tăng nếu như cổ phiếu có nhịp test về quanh 62 x cũng như là những anh chị nào mình muốn mua mới thì trong cái biên độ là 62 đến 64 thì mình có thể chia ra thăm dò 30% được đối với cổ phiếu VHC thì VHC là một trong các doanh nghiệp thủy sản mà đánh giá là có cái mức định giá có cái mức bi còn khá là thấp cũng như là triển vọng dòng thủy sản trong quý 4 này về báo cáo tài chính sẽ rất là tốt so với cùng kỳ để anh chị mình theo dõi đối với cổ phiếu dòng thủy sản thì có VHC về dòng bán lẻ thì hôm trước có chia sẻ cho anh chị em mình hai cổ phiếu đang có đà tăng khá là tốt ví dụ như là thứ nhất là cổ phiếu Masan Ma thì trước đó khuyến nghị vùng mua là quanh 150 nè quanh 148 150 thì hiện tại cổ phiếu đang khá là tích cực à, kỳ vọng cổ phiếu vùng 160 sẽ tiến về vùng giá 165 nha thì hiện anh chị đang nắm dài đối với Masan thì có thể nắm giữ để nhận cổ tức luôn thì ngày giao dịch không hưởng quyền hình như là vào ngày 17 tháng 12 để anh chị em mình theo dõi đối với cổ phiếu Masan Thứ hai là bet cũng đang tăng khá là tốt. Từ vùng giá mình chia sẻ cho mình chú ý lại là quanh 30.x thì hôm nay cổ phiếu đang tăng khá là tốt. Thì kỳ vọng nhịp này cổ phiếu sẽ tiến về vùng đỉnh trước đó là quanh 34 đến 35 nha. Thì trước đó nếu như anh chị nào muốn theo khuyến nghị khi mà cổ phiếu hạ nhiệt về quanh 30.x thì đang có mức lợi nhuận tốt rồi. Còn ở vùng giá này thì không mua mới nữa đối với cổ phiếu bet nha. Dòng dầu thì các cổ phiếu em có chia sẻ chị mình vẫn đang diễn biến khá là tốt Ví dụ như là BVD nè Đang vẫn đang ở cái vùng giá cân bằng quanh 28 đến 29 Thì ai chị nào mua rồi thì mình yên tâm nắm giữ tiếp Còn nhà trẻ nào muốn mua mới thì mình sẽ canh quanh vùng giá 20 à, quanh vùng giá 28.5 đến 29 để mình thăm dò 30% vị thế BVS cũng vậy, BVS thì cũng đang uh, ở trong cái biên độ tích lũy lại sau cái nhịp rơi trước đó nè thì so với BVD thì BV, uh, so với BVS thì BVD nó hơi nó khỏe hơn à, thì nếu như anh chị nào đang có hàng BVS á, thì mình sẽ tiếp nắm giữ thôi còn nếu như mua mới thì em sẽ ưu tiên sang BVD hơn một xíu về xu hướng mình nói về xu hướng thôi nha à, đang nói đơn thuần về xu hướng kỹ thuật thôi à, còn BVS thì nếu như anh chị nào yêu thích thì mình vẫn có thể nhặt ở trong cái biên độ là quanh 26 đến 26.5 nhưng mà nó còn cái cản 30 phía trên thì khi nào xin là nó còn cái cản 28 phía trên thì khi nào mà cổ phiếu vượt được cái cản này thì nó mới khỏe được Best à, BSR cũng vậy BSR cũng, cũng vậy cũng theo dõi ở cái vùng giá này thì khi nào cổ phiếu vượt được 23 thì nó mới khỏe. thì dòng dầu dạng này anh chị mình chú ý được ba cổ phiếu này BVD, BVS và BSR. BSR thì vùng này chỉ mua thăm gia thôi, thăm gia 20 đến 30% vị thế và gia tăng gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 23 đối với cổ phiếu BSR. thì dòng dầu dạng này thì giá dầu thế giới nó cũng dần ổn định hơn sau những cái nhịp uh, biến động từ khi mà xuất hiện cái chủng mới. thì dạng này nó cũng dần ổn định hơn thì thì dòng dầu Việt Nam khi mà mang tính đầu cơ thì nó cũng không còn biến động nhiều nữa thì nó sẽ an toàn hơn để đầu tư. còn về dòng ngân hàng thì diễn biến hôm nay không có gì khác biệt nha mặc dù là một trong những cái nhóm mà tác động tiêu cực đến thị trường nhưng nhìn chung thì cái biên độ dao động giá cũng chưa gì thay đổi cho nên hôm nay em cũng sẽ không phân tích về nhóm ngân hàng chủ yếu là vẫn nắm giữ và những anh chị nào đánh dài thì mình chia ra nhặt thôi những phân tích về dòng ngân hàng mình muốn xem lại thì mình có thể xem lại video hôm trước nè em phân tích rất là kỹ để anh chị mình tham khảo nè còn hôm nay thì không có biến động gì quá nhiều không có biến động gì quá khác nên em cũng không có phân tích thêm thì chủ yếu là những anh chị nào đánh dài thì mình nói về câu chuyện ngân hàng nó sẽ liên quan đến câu chuyện về các công ty chứng khoán tăng vốn thì bởi vì dòng ngân hàng thì nó sẽ cần một cái lượng margin nhất định để có thể điều tiết giá thì trong dạng này khi các công ty chứng khoán chưa tăng vốn xong thì dòng tiền trên thị trường cũng chưa dồi dào lắm thì mình sẽ kỳ vọng ít nhất là quý 1 năm 2022 nhóm ngân hàng nó mới có thể trở lại sống mạnh mẽ được thì nhịp này những anh chị nào đánh dài ấy, thì mình chia ra mua Còn những anh chị nào mình đánh ngắn thì tạm thời mình không có vào nhóm cổ phiếu ngân hàng Bởi vì nó tương đối à, nó tương đối nặng so với thị trường chung Anh chị thấy là chỉ cần nhóm cổ phiếu ngân hàng họ kéo một phiên khoảng 2-3% Thì thị trường ngay, lập tức sẽ có sự khác biệt Cho nên dạng này thì nhóm ngân hàng vẫn đang trong thời gian để hấp thụ cái lực cung phía trên Hấp thụ cái lực cung mà cho cái nhịp rơi trước đó, cho cái nhịp rock fail trước đó này Ví dụ như cổ phiếu Techcombank đi à, Thì cổ phiếu vẫn đang trong quá trình hấp thụ Hấp thụ là cái lực cung sau khi phim này thì mình sẽ theo dõi nhóm ngân hàng thôi anh chị đang kiên nhẫn á Mình đánh giá thì mình mới tham gia Còn việc mình nóng ruột mua mới dạng này Thì em không có đánh giá cao lắm à, Đó về nhóm ngân hàng ha Còn cuối cùng là nhóm thép Thì nhóm thép Ờ... Uh thích hợp vẫn thích hợp cho anh chị nào đánh dài ví dụ như là hà phát thì nó có câu chuyện về các cái, cái dự án dung quốc này cũng như là nó là doanh nghiệp sản xuất thì nó sẽ ít chịu biến động bởi giá thép thế giới hơn so với các doanh nghiệp như là nam kim và hoa sen tên là h v v thì dạng này đối với dòng thép thì nó cũng không thích hợp để mua gia tăng nữa tại vì những cái vùng giá tốt chứ đó là chia sẻ cho anh chị em mình rồi thì hôm nay là một cái phiên tăng thì không phải là một cái phiên thích hợp để gia tăng Uh, thì mình chủ yếu là theo dõi cái nhịp hồ này đối với những anh chị nào kẹp hàng để cơ cấu dần còn mua mới dạng này thì thích hợp cho anh chị nào mình đánh dài á mình đánh dài thì mình mua mới và ưu tiên mua trong những nhịp điều chỉnh hơn là những cái phiên tăng mạnh như phiên hôm nay ví dụ như hạ phát thì nhịp này hạ phát vượt 48 thì nó sẽ khỏe hơn nên anh chị mình theo dõi những cái mốc kháng cự trong ngắn hạn là quanh 50 này, quanh 52 để xem xét để cơ cấu hạ dần Hai sen cũng vậy hai sen hôm nay tăng trần này, vol cũng khá là tốt thì kỳ vọng cổ phiếu trở lại vượt trên đường MA 200 là mức giá 38 thì nó sẽ tiến về vùng giá 40. Thì đó là những cái vùng giá chị mình theo dõi để cân cách à, để cân nhắc hạ dần. Còn dạng này thì mua mới thì hôm nay cổ phiếu tăng trần không thích hợp để mua mới đâu anh chị. Mình chờ cái phim mà sau khi cổ phiếu phục hồi thì nó sẽ dần dần nó hấp thụ lực cung phía trên thì khi đó mình mua mình mua nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì những cái vùng giá thấp phía dưới mới thích hợp để mua, còn mua đuổi trong những cái phiên tăng để mà mục đích bắt đáy thì em không có đánh giá cao lắm đâu. Ví dụ nam kia thì sau khi vượt được 40 thì kỳ vọng sẽ tiến về 44 cũng như là tên là H sau khi vượt sau khi vượt được mức giá 22 sẽ kỳ vọng tiến về 23.x trên 24 để anh chị mình theo dõi mà cơ cấu hạ dần thì đó là những cái phân tích của em về thị trường cũng như là một số nhóm ngành chủ yếu trên thị à, một số nhóm ngành nổi bật trên thị trường để chị mình theo dõi và đưa ra được cái quyết định đầu tư trong giai đoạn này thì trong giai đoạn này thì em sẽ không có khuyến nghị mua mới nhiều em cũng có chia sẻ rất là rõ trong video cuối tuần rồi mình cũng tập trung một số cổ phiếu trước đó đã đầu tư thôi mình tập trung các cổ phiếu trước đó đã đầu tư để cân nhắc gia tăng cũng như là à, theo dõi thị trường bởi vì giai đoạn này là một giai đoạn nhạy cảm mình cũng cần để cơ cấu là danh mục à, à, cô động là danh mục nghĩa là Cần đối lại giữa cái việc mà nắm giữ dài hạn và việc nắm giữ ngắn hạn để có thể đưa ra được một chiến lược để có thể kiếm, tìm, tìm kiếm được một cái mức lợi nhuận tốt trên thị trường trong giai đoạn này và tránh được những cái rủi ro trong ngắn hạn Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. À. Chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thành công và thắng lợi. Thì nếu như anh chị em mình thấy video hay, video của em bổ ích thì có thể để lại cho em một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video tiếp theo.